Trung Kiên Moto kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán win nhá. Hôm nay Trung Kiên phục dựng lên tổng là 3 chiếc xe win mới, 2 đỏ, 1 đen. Anh em cùng chiêm nghiệm nhá, lại gần đây cháu. Hôm nay Trung Kiên phân tích cho anh em thế nào là đồ zin, đồ lô, thế nào là giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Thì đây, quay sát lại đây, anh em nhìn nhá. Đấy, đây là một chiếc xe win Trung Kiên phục dựng nên mới tinh tình hình, tổng giá trị xe là 25 triệu, 25 triệu anh em nhé. Thì đây, anh em nhìn cái bình xăng lô này, đấy, bình xăng zin này, anh em thấy giống nhau không? Giống nhau y hệt. Nhưng nếu nhìn kỹ bình xăng zin chỗ này vuông góc này, anh em nhìn thấy chưa, vuông góc này, vuông góc này, bình xăng lô này nó tròn này, nó tròn này, nó tròn chứ không vuông, thì nhìn nó rất là xấu, nó nhỏ cái xe đi. Thì thông qua cái video này em muốn truyền đạt anh em này, để anh em biết là giá trị của xe win nó nằm ở đâu, tại sao mà em dọn 25 triệu anh em mới đi ngon lành, và tại sao em dọn đến 50-60 triệu hay là hơn nữa, hay là 40 triệu, thì hơn nhỏ cái gì. Thì đầu tiên hơn nhỏ cái này, bình xăng lô nó chỉ vài trăm nghìn thôi anh em ạ, bình xăng zin này nhá nó cũng loại vài trăm nghìn, anh em về phải phục dựng này, phải mang đi hàn này, mang đi sơn này. Đấy là bình xăng rẻ, có những bình xăng ngon này không có vết hàn đấy, hoặc là sơn zin, hoặc mình muốn thay đổi màu sơn mình sơn lên thôi đấy. Còn tiếp tục này, cái yên này, cái yên này, anh em nhìn cái yên này đấy, mấy cái yên này, hai yên khác nhau anh em, cái yên này khác nhau đấy, hai yên xịn nó khác nhau đấy, chênh nhau tầm khoảng đôi triệu rồi, 1 triệu đến 2 triệu rồi. Bình xăng này tùy theo, cái bình xăng này nó nguyên bản nó đã mấy trăm nghìn rồi, còn bình xăng này có thể lên đến 2-3 thậm chí 5-10 triệu cơ, thậm chí hơn nữa cơ, ví dụ thế anh em nhé. Đấy, để tiếp tục đến cái gì, quay lại gần đây, quay sát rồi đây, cái đồng hồ, anh em nhìn cái bình đồng hồ này, cái đồng hồ này dùng rất là ok, rất là ok, mới luôn, đẹp luôn. Nhưng đây đồng hồ zin nó chênh nhau rồi, đồng hồ zin này, zin này qua thôi, cái đồng hồ zin này Honda này nó đã chênh nhau tầm khoảng 1,5-2 triệu rồi. Đấy, triệu đến 2 triệu đến 3 triệu rồi. Tiếp tục cùng công tắc này, ra nhìn cùng công tắc này. Đấy, cùng công tắc này anh em này, công tắc lô này, đấy, tành tạch luôn này. Đấy, đấy, công tắc zin này, đấy, khác nhau mỗi thế thôi, đã chênh nhau tầm khoảng 5-700, 1,5-2 triệu tùy theo rồi, đẹp hay xấu rồi. Em nói chung là như thế, đấy. Tiếp tục này, tiếp tục. Đến cái gì, đến cái phai đèn zin này. Đấy, quay ngang ra, quay ngang, phai đèn zin này. Đấy, 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 đấy. Phai đèn zin này anh em, đấy, quay đấy, phai đèn zin này, thủy tinh này, đẹp không, sáng loáng này, và phai đèn nô này, đấy, nó bằng nhựa, đấy, sáng loáng, rè này, rè 1-1 này, 1-1 này, gọi là linh kiện này, đấy, dày dặn, đây rè thép trắng này, đấy, đây 1-1 này, đấy. Phân tích cho anh em tiếp là rè zin với rè lô này, đây đưa chú điện thoại lên, chú tự quay cho nó dễ. Anh em xiết này, giá zin với giá lô này, giá lô này, mấy giá zin này, giá zin này, linh kiện chỗ này đinh hơi to, chỗ này là nó hơi to, còn nếu mà giá zin này chỗ này nó nhỏ này, đinh này nhỏ, còn cái mép này nó nhỏ, đấy. Còn sinh nhan zin hay lô thì anh em nhìn này, cứ xào vào đây, chỗ này nó có cái chữ KGD nhỏ nhỏ này, đấy, đây này, à, KGD này, thì là zin, hoặc chữ Satanan thì là zin, lô này, nó trắng tơn luôn, nó không có gì cả. Nhưng mà nếu anh em nhìn kỹ ra từ xa này, hai sinh nhan nó giống nhau hệt, hai cái giống nhau hệt, anh nhìn không mà viết ra được. Đấy, còn nên anh em nhìn này, củ máy của con 25 triệu này. Đấy, và củ máy của con 80 mấy triệu nó cũng như nhau thôi, em đều làm mới như thế hết anh em nhé. Đấy, kể cả con 25 triệu này. Đấy, em đều làm như thế hết anh em nhé. Nói tiếp về tay sắt, em nhớ một ông anh cũng bảo em này, nói về tay sách thì đây, cái tay dắt đây, cho hai cái gần nhau mới hiểu được. Đây, cái tay dắt zin này anh em nhìn này, nó hàn này rất là kín mối, dày dặn đầy đặn này, nó đầy đặn này, nó đầy đặn này. Còn tay dắt nô này, nó chỉ chấm thôi, chấm thôi, đấy là chỉ chấm thôi. Tất nhiên là tuột thì không tuột ra được đâu, nó chỉ chấm thôi. Đấy. Lại nhìn, nếu mà nhìn bình thường không ai biết ra được đâu, anh em nhá. Đấy, tay dắt zin theo xe này, nó đầy đặn này, nó đầy đặn này. Đấy,
Thông qua cái video này em muốn tiếp tục cho anh em biết. Đấy. Thông qua video tiếp tục cho anh em biết nhé. Em đứng đây. Thứ nhất là anh em mua xe win ấy, thì tại sao mà Trung Kiên bán lại có giá vài triệu cũng có, này xác xe hơn chục triệu cũng có, hơn hai chục triệu cũng có, và thậm chí 5-70 triệu hay hơn 100 triệu cũng có. Đấy, thì nhiều người ta chưa hiểu về vấn đề xe win, hoặc là ta hiểu rồi nhưng ta chưa hiểu hết, hoặc là nó rất là nhiều vấn đề cái tính cách của con người và cái phong cách của con người và sự hiểu biết thì nó khó nói lắm. Em không nói anh em là không hiểu biết, em còn đi học hỏi chán đấy, em còn đi học hỏi khách hàng của em đấy. Mỗi khách hàng mà chia sẻ cho em thấy cái gì hay là em sẽ cất đi, em về nhà tận dụng trong đầu em. Vì tức là em đây là em ít tuổi mà, em sinh năm 1988 đó, em rất là ít tuổi. Win nó sản xuất từ năm 1984 đến 2005 nhưng mà tồn lại vẫn là 2006, nhưng mà thường thường đấy là toàn đời xe đấy là nó toàn thanh lý cho công an ra thôi. Còn chính thức là đến 99-2000 về Việt Nam nó đã là hết win bán ra thị trường rồi. Còn đấy là chỉ là win tồn kho bán ra ngoài nữa thôi, hoặc là thanh lý công an ra thôi. Cái vấn đề là hơi nhạy cảm nên anh em cũng đừng bắt bẻ em. Đấy, những anh em biết sâu hơn em thì đừng bắt bẻ em. Thường thường từ năm 2001, 2003, 2004, 2005 này nó xuất cho công an. Xuất cho công an và xuất cho tòa án, xuất đại lục quốc cho bên nhà nước. Và nó là, nếu như không nhầm là Win Endo xuất ra Việt Nam là nó đổi lương thực thực phẩm. Đấy, Việt Nam mình đổi lương thực phẩm để lấy Win về. Đấy, nôm na là câu chuyện như thế thôi. Còn em biết đến đâu thì em nói đến đấy. Còn đầu máy thì tất nhiên là cứ đầu máy số 1 không trở lên nó là đời cao. Còn đầu máy 2 trở xuống thì nó là đời từ đời 95 quay đầu rồi. Đầu 1 không trở lên nó là đời 96 rồi. Có thể tồn kho lại và đăng ký muộn là chuyện bình thường. Ví dụ câu chuyện bác đi mua một con ô tô, nó là năm 2019 là sản xuất. Đúng không? Nhưng bác mua mới năm 2020 thì nó gọi là đăng ký năm 2020. Hôm nay cái này mình chỉ nói thế thôi. Còn nếu anh em mà vẫn muốn tranh cãi hay muốn tranh luận với em thì alo cho em qua số 0358 444888 anh mình trao đổi để em hỏi thêm các bác. Và bây giờ vào chủ đề chính là gì? Là chiều nay nhá, em có ship cho bác trai ở sân bay Nội Bài ở Đông Anh, bác trai ở Đông Anh Hà Nội, chiếc xe màu đỏ này, bao hồ sơ bao ship chọn gói cho bác đấy, bác trai Đông Anh và xem xe này, biển 12F1 9610 đấy, màu đỏ, rút hồ sơ và tên bác, bác đi đăng ký. Và em ship cho bác trai ở Trương Mỹ Hà Nội chiếc xe 29F6 7457 này. Em có mua của anh trai ở Thường Tín Hà Nội 11 giờ đêm hôm trước và 8 giờ sáng sau mới đăng video lên YouTube. Thì sau đúng 2 giờ 33 phút thì anh ấy chốt con xe này. Và chiếc xe này có ba bác trai thích rồi. Nhưng mà ba bác đấy có, thứ nhất là có thể chưa tin tưởng Trung Kiên. Chưa tin tưởng thì gây ra là bác muốn tận nơi bác xem. Đúng không? Hoặc cũng không phải là chưa tin tưởng mà bác muốn tai nghe, mắt thấy, tai nhìn, tai sờ. Đấy, thì không giao cả. Thì em có nói bác ấy là bác ơi, nếu mà bác mà muốn đến xem xe vẫn ok. Nhưng nếu trong khoảng thời gian bác từ Hà Nội bác về nhà em xem mà qua ai chốt em vẫn được quyền bán, bác ấy ok. Nhưng mà chắc là chưa đầy khoảng nửa tiếng sau thì em có nhắn tin là bác về chưa, bảo bác đang thu xếp công việc bác về. Thì em bảo bác ơi thôi bác đừng về nữa vì anh trai Hà Nội bác ấy chốt rồi. Nhưng mà rất hay ở cái chỗ này, cái khi anh trai Hà Nội chốt thì lại trong khoảng thời gian ấy có một anh, một hai bố con ong gì, cái gì trong Facebook tên là ong gì đấy, thì có chốt rồi nhưng mà chờ chuyển tiền thì lại bảo thôi không mua nữa là vì con trai không cho mua, sợ bố già rồi không đạt được. Thế là giới thiệu cho ông anh này, khi gọi video biết là giới thiệu cho ông anh này, anh em lên YouTube anh xem nó đoạn nói chuyện đấy, đang nói dở thì ông gọi điện nhỡ đến đây này, khi nói chuyện xong biết là ông anh này, ông con ông anh này giới thiệu cho ông anh này mua. Thế là chốt chiếc này rồi, anh cọc cho em 10 triệu rồi, tối nay em ship tận nhà cho bác kiểm tra xe, cam kết tất cả con đồng mạng với anh nữa này, con máy này zin 1000 phần nghìn, đấy, zin 1000 phần nghìn, đấy, em khẳng định là zin đấy. Bác phải nhớ một con xe đi từ năm 90 đến bây giờ mà vẫn còn zin thì nó có giá trị đấy. Còn anh em thích dọn mới thì nó có giá trị mới của dọn riêng, anh em thích dọn mới nó có giá trị mới riêng, chơi mới riêng đấy. Và thông qua video này em nhắc lại của một lời bác trai ở Bắc Giang, bác có nói với em là Kiên ơi, chú dọn anh một con 25 triệu lô cũng được, chỉ cần máy móc khung sườn các thứ zin cho anh là được, và thêm cho anh 3 triệu cái thủ trước zin nữa, thế thôi. Còn sau này anh có tiền anh vào bình xăng zin sau. Đấy, thì em nói thật các bác này, em hỏi bác này, thế tại sao bác mua xe mộc tầm 25 triệu đầy đồ zin? 25 triệu bây giờ anh em mua xe mộc 25 đến 30 triệu đầy đồ zin,
gì phải đi mua một con 25, 28 triệu ông dọn mới toàn đồ lô như này. Đấy, thì lại phải phân tích ra là gì. Anh em mua một con xe cũ 25, 28 triệu toàn đồ gì đúng, em công nhận. Nhưng anh em về nhà liệu cái gì nó có dùng được hay không này. Và cái gì nó cũ như thế nào này, anh em về lại phải mang đi sơn si lại ABC mới đẹp được. Thì nó sẽ độ con xe lên từ 25 phải độ lên 40, ví dụ thế. Nhưng mà anh em mua nhà em con xe này 25 triệu đúng không? Anh em thích này. Nhưng nó được phun mới từ trong ra ngoài, từ chân tơ cái tóc, từ củ máy, từ khung sườn. Đấy. Ví dụ thế, đây này, phun mới ra này, mới tinh này. Đấy, đúng không? Mới tinh nhất từ trong ra ngoài đấy, anh em nhìn này. Đấy. Đúng không? Thì anh em lại thêm tiền vào, ví dụ bình xăng anh mua cái bình 3 triệu nhà em thôi. Thế là 28 triệu. Cái thủ 3 triệu là 31 triệu. Đấy, yên rồi anh tính khoảng triệu, triệu rưỡi đi. 32, 33. Ủa cái pha đèn triệu rưỡi 2 triệu đi, 34, 35. Cùng tắc đi 1 triệu đi, 36. Đồng hồ triệu, triệu rưỡi, 37, 38, ví dụ thế. Đấy. Khi các bác vào mua con 40 triệu, nhưng mà phun mới như này. Đấy, phun mới đây như này. Thì có phải lại đẹp hơn không? Đẹp hơn là bác mua con xe cũ 25 triệu xong về lại phải dọn lại không? Đúng không ạ? Anh em cứ nghĩ mà xem. Đấy là em chỉ nói chuyện thôi, còn tất nhiên là em có cái lý đúng của em, các bác có cái lý của các bác. Nhưng quan trọng là mình dẫn đến cái kết quả là gì thôi. Đấy. Còn kết quả thì nhiều bác nói với em là ui giời ơi, dọn mấy con xe 25 triệu lại về, đi một thời gian là sơn nó bong ra rồi nó nọ, nó chai, nó dỉ, nó xét. Thì em nói các bác này này. Thứ nhất là đúng, nếu bác mua đồ rẻ hẳn nó sẽ dỉ, nó xét thật. Được chưa? Nó sẽ dỉ, nó xét, em công nhận đấy. Nhưng bác mua loại 1:1 thì nó như zin thôi. Chất lượng nó mạ, cái thứ chuẩn hơn. Ví dụ cái rè này. Rè bác mua rè inox này không bao giờ dỉ. Nó bằng inox rồi. Rè thép trắng, à xin lỗi, rè thép trắng không bao giờ dỉ. Nó bằng thép trắng. Còn nếu mà nó thật các bác này, bên rè zin này này, em nói nặng luôn đây này. Đây là rè linh kiện này, 1:1. Gọi gì cũng được, lô cũng được bác nhá. Để tùy từng hướng các bác gọi. Có những gọi là lô, ok em chấp nhận là lô. Có người gọi là linh kiện, em chấp nhận linh kiện. Có người gọi 1:1, em chấp nhận 1:1. Nhưng này này, em nói các bác này, đây là zin nhá. Zin mà này. Đây là zin thật, em không nói xấu đâu, đây zin đây. Đấy zin đây. Zin này có nốt nhàm hết đây rồi. Thậm chí cái rè zin trước nó dỉ hết cơ. Em chấp nhận tặng bác cái rè này đấy. Đấy. Mấy chục triệu bạc này anh em nhìn nó cũ này này. Đấy là vì ta thích cũ. Nó có hay của người ta. Còn đây cũng mấy chục triệu. Đây, nhưng mà mới tinh đây. Đấy. Ví dụ con kia với con này bằng tiền nhau. Con đỏ này với con đỏ với con đen kia bằng tiền nhau. Nhưng con đỏ này mình phục dựng lại mới. Còn con đen kia thì mình là mộc. Mộc zin. Đấy. Thế thì anh em tự đặt câu hỏi thôi. Là trong đầu anh em thích mới thì mình làm mới. Mới nó có giá trị của mới. Còn trong đầu anh em thích cũ mộc nguyên bản thì nó có mộc cũ nguyên bản. Quan trọng là sở thích của anh em thôi. Lên đừng anh em nào lên trên mạng áp cái sở thích của anh em vào sở thích của tôi. Đấy. Hay nói cách khác này, đừng anh em nào áp cái sở thích của bác trai màu đỏ này và bác trai màu đen, và đừng áp cái sở thích của bác trai màu đen và bác trai màu đỏ. Thì nó đồng nghĩa một câu chuyện đây này. Giá trị của người chơi xe nó thuộc vào cái tâm lý, nó thuộc vào cái sở thích của người ta. Đấy. Nhưng cái chung vẫn như này, cái chung nhất vẫn là anh em mình đều là anh em chơi win, đều là anh em chơi win. Đấy. Có rất nhiều người nói với anh nọ, anh cai, anh nọ anh kia là dọn win rất đẹp. Thì em xin phép các bác này này. Em biết anh trai đấy dọn win đẹp. Và cũng rất nhiều người khen em dọn win đẹp. Và cũng rất nhiều người bảo anh đấy dọn win xấu. Và cũng rất nhiều người bảo dọn win xấu. Có nghĩa là cái xã hội mà. Em làm dâu trong họ, ai tin tưởng, ai quý mến em thì ủng hộ em. Còn ai tin tưởng, ai quý mến anh em khác thì ủng hộ anh em khác. Có nghĩa là em là em không phải người ta. Có nghĩa là anh em đến với nhau ấy, nó là sở thích thôi. Đôi khi có những anh em rất thích em dọn win, rất thích rồi, nhưng chỉ vì thấy em nói nhiều quá, đúng không? Thấy em nói nhiều quá, không thích nữa. Đấy là chuyện bình thường. Đấy. Cũng như câu chuyện có người nói này, nói ít đi, hãy làm đi. Thì em xin phép các bác này này, bản chất của em là nói nhiều rồi. Và không phải em muốn em nói nhiều đâu. Cái nói nhiều của em là chủ yếu là gì? Để muốn diễn tả đến khách hàng của em hiểu. Là chính các bác là ngồi nghe video đấy. Các bác hiểu thế nào là zin, thế nào là lô, thế nào là tại sao có 25 triệu, thế nào tại sao lên 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, thậm chí 6, 70 triệu hay 100 triệu trở lên. Đấy. Cái video này em sẽ ngồi em nói chuyện và cũng là tư vấn cho các bác. Và để cũng để các bác ngầm hiểu và biết về chất của em, tính cách của em. Thế tại sao có bác trai nhá? Đấy. Bác mua xe phục dựng mới này, máy chạm, máy bổ hết rồi. Nhưng bác nắp toàn đồ zin, full mới vào 300 triệu, anh em xem video, vào 300 triệu. Em nghe em có thể hiểu được, nhưng mà nhiều người không hiểu. Nhưng em vẫn cố tình hỏi để em hỏi cái lỗi, cái lời nói của anh em là ôi tại sao lại 300 triệu bác?
bác dọn cái gì. Thế bác ấy nói hết ra. Đúng bác kê đủ 300 triệu, thậm chí còn hơn 300 triệu luôn. Bác ấy hơn 300 triệu luôn. Nhưng nhiều người sẽ bảo là ngáo đá, nhiều người sẽ nói là nói dối, nói nọ, nói chai, nói phét đi. Nói mẹ là nói phét đi cho nhanh anh em ạ. Thế cho nó vuông góc. Vì lên trên mạng xã hội em thích thẳng thắn. Anh em phải vui vẻ, quý mến em, ủng hộ em. Anh em phải không quý mến em mới rồi. Hủy kênh. Đừng theo dõi em nữa và đừng xem nữa. Chứ nhiều bác vào xem video xong là bắt đầu nói những lời mà cảm giác là em nói thật với các bác. Thà các bác lặng im đi thì không ai bảo các bác cầm, đúng không? Mình lặng im đi, mình thoát khỏi kênh nó là xong. Mình bỏ con mẹ nó đi, đừng đến thằng Trung Kiên nữa. Ghét thằng Trung Kiên đi, hủy luôn kênh nó đi, chặn luôn nó đi. Thế là xong, không bao giờ nhìn thấy em nữa, không ngứa mắt nữa. Em nói thật, những lời em nói ra nó rất là có những từ ngữ nó không được hay. Thì em xin phép các bác em đàng hoàng thông cảm cho em. Nhưng thực sự em cũng cứ bức xúc riêng của em. Em lên mạng nhiều anh em bình luận. Không phải là các bác cứ quý mến em bình luận những lời hay mà em quý đâu. Mà em thích các bác cho em những từ ngữ làm sao để lời nói làm sao, góp ý làm sao để em phát triển hơn nữa. Còn nếu thực sự các bác vào xem nhà em, các bác bảo ui giời cái xe toàn đồ lô, em công nhận toàn đồ lô mà, đúng không? Thay bằng thế các bác nào mà sẽ bình luận hoặc đừng bình luận nữa. Bình luận những từ ngữ làm sao là hợp lý. Làm sao ai nghe được. Còn nếu thực sự cảm thấy em không hài lòng các bác cứ chặn cho em, hủy các bác đi. Em thật em rất cảm ơn các bác như thế. Đấy. Nhưng còn bây giờ lên mạng xong là cứ tranh cãi nhau, chửi nhau làm cái gì. Có béo lên được cân nào đâu. Các bác có chửi em thì em có gầy đi cân nào đâu mà. Đấy. Vì quan điểm của em muốn nói rõ thôi. Đây đồ zin đấy. Đấy. Em bán công khai là 60 triệu. Anh em tin hay không thì tùy. À còn nhiều anh em bảo ông nói ít thôi, nãi to rồi. Em nói anh em này. Cái chuyện nãi to hay nãi nhỏ mình bỏ qua đi. Và vấn đề là đừng nói em nói thế nó nhiều. Mà em là muốn phân tích cho khách hàng của em. Các bác đừng nói như thế. Thực sự là em muốn phân tích cho khách hàng hiểu. Còn cái người mua xe này này, cái người mua chiếc xe này 60 triệu này, có rất nhiều người mua cao, mua đắt. Nhưng em phân tích qua cho anh em này, đắt hay rẻ hay cao ấy, nó liên quan đến sở thích và liên quan cái máy zin, máy nó phải zin. Còn tất nhiên đầy chỗ nó bán cái máy zin, đầy chỗ cái bán máy zin nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30, 40, 50. Tại sao máy zin này lại 60? Đấy. Thế thì em lại đặt ngược lại câu hỏi, tại sao con xe máy không zin mà người ta dọn nó 300 triệu? Đấy. Anh em nhá. Còn đến với Trung Kiên này, Trung Kiên chỉ muốn anh em hiểu một điều này. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu thì anh em nhận được giá trị xe bao nhiêu. Điều này em nói rất nhiều và trong video nó cũng nói. Và em phải nói, em nói cho khách hàng hiểu. Thứ hai nữa là đến với nhà Trung Kiên. Đấy. Là Trung Kiên không mong muốn cái lỗi nó xảy ra dù là lỗi nhỏ nhất. Vì sao? Vì nếu nó bị lỗi là Trung Kiên vẫn bảo hành cơ mà. Thế chẳng dại gì mà Trung Kiên làm lỗi để Trung Kiên phải đi bảo hành. Ví dụ Trung Kiên gửi con xe tận Hà Nội rồi. Nếu bị lỗi cái bình xăng, em sẵn sàng gửi bình xăng khác cho các bác, em vừa mất tiền ship, em vừa mất thời gian, mất nhiều thứ. Thay bằng thế em đã cố gắng làm bình xăng ngon nhất rồi, nhưng vô tình nó cũ rồi, đến ngày nó thủng nó gì thì chuyện bình thường. Cũng như câu chuyện em mua con cái bình xăng, ngày xưa em mua cái bình xăng nguyên zin nguyên bản là 10, một cái là 15 triệu một lần, em mua bình hơn 20. Em về em đi đúng một tháng sau nó bị thủng một tí, nó dớm một tí như cái kim thôi. Tự dưng cái bình của em nó vẫn bị thủng, mất giá trị luôn, nó chỉ còn vài triệu, dưới chục triệu, thậm chí chỉ còn 5 triệu, có khi thậm chí chỉ còn 2-3 triệu. Đấy, chơi đồ chơi nó thấy anh em, nó là đồ chơi. Và em vẫn nhớ bác tên là Thọ ở Nam Định. Bác có mua chiếc xe nhà em, bác đến đây bác mua chiếc hơn 20, bác vệ sinh chỉnh sửa vào là hơn 30 nhá. Bác ấy chỉ mỗi cái nắp bình xăng nó xấu thôi, lúc bác nhìn bác không nói gì. Bác vừa về nhà Nam Định xong quay đầu 180 độ lại, bác thay bình xăng, nắp bình xăng khác, cái đam mê luôn là thế. Và gần đây nhất bác quay nhà em tiếp thay đôi gương. Nói chung bác ấy rảnh bảo là anh vừa đi phượt win vừa chơi thôi, cái này nó rất là nhạy cảm nên mong em thông cảm. Còn bác trai kia, bác trai mua xe hơn 60 triệu kìa, 60 triệu. Bác về nhà nếu mà lúc thanh toán tiền chú chỉ nói 20 thôi nhớ. Không phải bác ấy sợ vợ hay là anh em mình sợ vợ đâu. Mà cái đam mê này thường thường dành cho người đàn ông. Thế cho nên vợ con ở nhà thường thường hay sốt ruột. Đấy. Mình không phải mình sợ. Tiền mình bỏ tiền nhà mình ra thôi. Đấy. Hay sốt ruột thì mình hay nói dối để có lợi. Chứ không phải nói dối có hại anh em ạ. Đấy, thì em chỉ nói qua thế thôi. Những gì em đã nói thì thường thường em lại làm lại câu nói này. Em nói rất nhiều thật. Nhưng đôi khi em lại nói rất ít lại. Là nói ít hiểu nhiều, mong các bác hiểu cho em. Đấy, giá trị đồng tiền các bác bỏ bao nhiêu, các bác nhận giá trị xe bao nhiêu và tiền nào thuộc của ấy. Còn đến nhà em dọn là dọn cho được việc, nhưng mà dọn cho xong việc. Còn hiện tại nhà em đang tồn kho trong nhà dọn là 30 chiếc xe. Nên nếu anh em muốn dọn xe nhà em thì cứ theo dõi em, ủng hộ em, đủ tin tưởng thì mua, chưa đủ tin tưởng cứ theo dõi em thêm, mua xong mới chưa muộn. Đấy, còn lại các bác thích làm thì em cho thợ làm đêm. Làm đêm là ngoài giờ, các bác hỗ trợ thợ của em thì nó chỉ trong vòng 7 ngày đến 10 ngày là xong một chiếc xe. Đấy, thợ em làm đêm rồi, thợ em mệt thì bọn em sẽ nghỉ. Đấy, mọi thắc mắc của anh em cái alo cho em qua số 0358 3 con 4 3 con 8. Em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và em tư vấn mọi các kiểu cho anh em.
Ok chưa? Anh em kết bạn Zalo em, theo dõi em, ủng hộ em. Đấy, chào tất cả anh em nhé. Ok.